bụi nó vào hết bên trong này thì con robot nó chết là đúng rồi. Thì mình đã giải đáp với các bạn rất nhiều ở trong các cái clip về cái việc là tại sao bụi nó lại bị nhiễm vào bên trong con robot. Nhà sản xuất nó thiết kế thì không có chuyện mà nó lại làm nỗi đến mức mà để cho con robot nó bị nhiễm bụi như này. Thì con robot nó hút bụi ấy, thì nó sẽ xả không khí ra. Nhưng vấn đề ở đây là nó sẽ đi qua cái hệ tấm lọc HEPA. Thì khi mà đi qua cái tấm lọc HEPA này ấy, về bản chất ấy, cái HEPA nó sẽ đảm bảo được cái việc là nó giữ được những cái bụi bao gồm cả bụi mịn lại và cho không khí đi ra. Nhưng mà có hai trường hợp mà mình tìm thấy là cái trường hợp thứ nhất mà các bạn hay gặp phải. Đấy là việc mà các bạn dùng những cái tấm lọc HEPA fake đây như cái con này. Này tấm lọc HEPA fake thì mình nhìn cái biết fake ngay. Nó chỉ là những cái gọi là đầu đầu bằng nhựa và nó khoét những cái lỗ nhỏ li ti bằng khe như các bạn đang nhìn thấy này. Thì khi mà nó hút bụi vào thì nó xả thẳng khí cộng với cả bụi cũng xả thẳng ra ngoài. Xả thẳng ra ngoài thì nó phải đi qua cái động cơ này và từ cái động cơ này nó cũng cũng đưa cái áp suất khí và nó cũng phân tán hết bụi vào toàn bộ bên trong máy này. Thì đấy là cái trường hợp mà các bạn thường hay gặp phải. Còn video này thì mình sẽ giải đáp cho các bạn thêm hai cái trường hợp nữa mà có thể các bạn không biết nhưng trên thực tế là các bạn vô tình và gián tiếp làm cho con robot nó bị trong tình trạng kinh khủng như này thì con này thì bị chết cảm biến rồi. Còn cái động cơ mình không biết là sau khi mà sửa xong cảm biến có khi động cơ cũng chết rồi đây. Máy bơm này cũng bị nhiễm bụi này, nó nói chung là tất cả những cái bộ phận linh kiện ở bên trong con robot ấy thì đều bị nhiễm bụi hết và nói chung nó không chết trước thì cũng chết sau. Đây cả cái phía phần trên này cũng bị nhiễm bụi rất là nhiều. Thì cái nguyên nhân thứ hai mình theo kinh nghiệm của mình mà mình gặp rất là nhiều những cái ca bệnh các con robot mà toàn bị cái hiện tượng là bụi xả vào trong. Tất cả những cái nguyên nhân hỏng hóc thì đến 90% thì đều là do bụi xả vào trong. Mà bụi xả vào trong thì thủ phạm nó chính là cái HEPA, mà cái HEPA thì nó chính là cái việc các bạn dùng cái HEPA fake. Thì cái nguyên nhân thứ hai mà mình hay gặp phải nữa đấy chính là việc mà các bạn dùng cái HEPA này theo nhà sản xuất ấy. Nó đề xuất ấy, thì cái HEPA này nó có một cái tuổi thọ nhất định thì thông thường khoảng tầm 4 tháng thì các bạn nên thay cái tấm lọc HEPA. Nhưng mà khi mà các bạn không thay ấy, mình giả dụ như khi các bạn không thay thì cái tấm lọc HEPA này ấy, nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái dạng như kiểu cái chất liệu HEPA ấy, nó sẽ không còn giữ được những cái gọi là cấu trúc sợi bông nữa mà nó đặc kít lại. Khi đấy thì nó sẽ không thể cho được không khí đi qua. Khi mà không cho được không khí đi qua nhá thì các bạn sẽ tưởng tượng là cái quạt hút này nó vẫn hút. Nhưng mà cái áp suất khí nó sẽ ở đây. Khi cái áp suất khí ở đây thì nó sẽ hút cả những cái bụi từ ở phía này rồi nó xả bụi về những cái khe này và nó đi ra đây và nó phân tán đều ra đây. Tức là tất cả những cái lượng gọi là bụi ấy nó sẽ đi 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 một phần qua cái HEPA bởi vì cái HEPA này lúc này nó sẽ không 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 thể lọc được bụi mịn nữa và nói chung là nó sẽ cho cả khí đi ra những cái phần ria này. Thì lúc này bụi nó sẽ bị như cái hiện tượng như cái con này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm và chia sẻ thêm cho các bạn một cái nguyên nhân thứ ba mà cái trường hợp này đúng là từ từ đầu khi mà mình tháo cái con robot này ra mình chưa thể phát hiện được được mà mặc dù là mình là người nói chung là thứ nhất là mình là thợ, thứ hai là rất có kinh nghiệm trong robot rồi mà mình gặp đến con này thì mình không biết là nó do cái nguyên nhân vì sao. Bản thân mình khi mà tháo con robot này ra thì hơi sốc với cái vấn đề là không biết anh khách anh ấy dùng kiểu gì mà nó lại có thể bị như này. Thì đây, nếu mà các bạn nhìn cái HEPA này các bạn sẽ thấy là sờ vào chất liệu ấy nó đúng là cái chất liệu HEPA, tức là sờ nó có cái độ gọi là độ bông độ độ giấy. Đây, mình sẽ quay sát vào cho các bạn nhìn thấy. Đấy, tức là nếu mà cái cảm quan ban đầu mình nhìn nhận cái HEPA này ấy, thì nó theo kiểu của hàng xịn rồi đấy. Đây tiếp theo nữa nhé, mình mở ra ở bên trong này mình nghiên cứu cho các bạn xem cái bọt biển thì nếu mà so với một cái hàng gọi là nguyên bản theo máy ấy, thì mình thấy là nó vẫn dày nhưng mà nó rất là kiểu nhẹ nhẹ và nhũn đấy. Đấy là cái cảm quan ban đầu. Bây giờ mình lấy một con gọi là trên một cái con bình thường ra mở ra cho các bạn xem. Đây thứ nhất là cái HEPA này, mình để hai con nếu mà các bạn nhìn không thể phát hiện được từ cái đường đường keo đường viền các thứ là nó khá giống đấy. Cái bọt biển này thì chỉ thấy là cái bọt biển này cứng hơn đây, cái bọt biển hàng theo máy này, cứng hơn đây cái hàng này để nó mềm oặt này đấy.
Thực ra là nếu đến cái gọi là cái tầm này thì mình thấy là nó sản xuất quá là tinh vi rồi. Còn cái khuôn nhá, các bạn nhìn thấy này. Cái khuôn nếu mà hàng xịn theo máy đây, ở bên tay phải của mình đây. Nó có hai cái đường khuôn rất nhỏ ở đây, còn con này cái đường khuôn nó to hơn thôi, còn kích thước ấy thì nó giống hệt nhau, nó không khác gì cả. Những cái điểm mà mình có thể phân biệt được ra ấy thì rất khó. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Cái đường khuôn của cái con mà nói chung là thứ nhất chắc chắn nó không phải là hàng từ hãng ra rồi, vì hãng nó chỉ có một khuôn thôi, nó khác cái lô sản xuất thì có thể là cái quy cách nó khác thôi. Chứ còn ví dụ như những cái khuôn là những cái đường chỉ này nó sẽ phải giống nhau. Đây. Thì con này là nói chung là tạm gọi là con nhái đi, con fake đi. Chắc chắn nó không phải là hàng của hãng rồi. Đấy, nó khác hoàn toàn. Thì đấy là những cái điểm khác mà mình có thể phân biệt được, nhưng mà đúng là nếu mà trong nghề mà mình nhìn nhìn bằng gọi là mắt thường mình không phát hiện ra được. Thứ hai nữa các bạn có thể thấy là cái khoảng cách giữa các cái phần giữ cái phần khung HEPA này, từ đây đến đây này thì nó sẽ có 1 2 3, còn đây có 1 2 3 4, tức là nó sẽ dày hơn. Bên cái con mà không phải là hàng gọi là hàng theo máy ấy, không phải hàng theo máy, nó sẽ dày hơn. Gõ xuống này. Gõ xuống thì đây là mình gõ ngược theo cái đầu sạch ấy. Và mình cảm nhận được là có rất là nhiều cái lượng bụi, gọi là lượng bụi mịn nó bị rơi xuống. Có nghĩa là đây là mình gõ bằng tay ấy, nó còn rơi xuống, chứ còn nếu mà hút trực tiếp thì bụi mịn nó xả ra kinh khủng như là đấy. Thế thì ban đầu là mình vẫn không nghĩ là cái HEPA này là HEPA fake, cho đến khi mà mình xem cái, thậm chí là mình xem cái chổi cạnh nhé. Cái chổi cạnh thì mình chỉ có thấy là nó có một cái điểm rất khác thường, là một là màu màu nó dại dại, màu nó khác. Cái thứ hai nữa là cái phần này nó dày dày hơn, và nó có những cái ba via nhìn rất khác, và thậm chí là nó còn có cả mã số. Đây mình tìm cho các bạn mã số, đây nó in bên này thì không có này, bên này có không, đây mã số có bên này, tìm ra đấy. Tìm ra mã số cho các bạn xem, đây có mã số thật đây nhé, chữ D1 này. Nó ghi hơi chéo thôi. Đó, zoom vào cho các bạn xem. Đấy, nếu mà cả thợ lẫn gọi là người bán lẫn người người dùng làm sao mà biết được cái này là xịn hay fake. Rồi đến khi mình sờ vào cái chổi này. Cái chổi fake ấy thì cái cách nhận biết duy nhất mà mình đến thời điểm này mà mình có thể chia sẻ được với các bạn ấy là các bạn sờ vào cái phần gạt cao su này. Nó mềm oặt. Nó không có cái đàn hồi gì hết. Để mình lấy một cái chổi gọi là theo máy, zin theo máy. Một con ví dụ như cũng con này. Các bạn nhìn này. Cầm hẳn lên cho các bạn xem. Còn những cái phương pháp phân biệt ví dụ như dựa vào đường khuôn, dựa vào mã số gần như nó không có tác dụng gì. Đây, nó đàn hồi như này mà. Còn đây là cái con mà gọi là hàng, tạm gọi là hàng fake đi. Đây, sờ nó mềm oặt như này thì làm sao mà nó có thể trà sát được ở dưới bề mặt sàn và nó đưa bụi được vào. Cái HEPA này thì nó cho thẳng bụi ra, nó phi hết vào con máy, cho nên là như anh khách này thì nói chung là anh ấy bảo là tự nhiên nó thế, mà anh vẫn mua hàng gọi là đồ xịn, mua ở mo xịn xếp các thứ của hãng, nhưng mà kết quả thì nó lại như thế này đấy. Cho nên là video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn là đấy, các bạn dùng robot hút bụi ấy, cái quan trọng nhất của con robot hút bụi đấy là hút sạch bụi. Mà để hút sạch bụi ấy, thì tất cả ba cái thứ phụ kiện này bao gồm HEPA này, chổi chính này, chổi cạnh này, nó tham gia và nó quyết định cái chất lượng làm sạch và cái quá trình làm sạch. Cũng như là ví dụ như trường hợp các bạn dùng cái HEPA không xịn ấy, thì đây cái hậu quả nó là cái trường hợp như thế này đấy. Còn nếu mà các bạn dùng cái chổi không xịn này, ngoài cái trường hợp nó làm không sạch được ấy, nó không cân vào cái trục ấy, nó làm cho cái motor này bị siết, nó sẽ chắc chắn nó cũng sẽ hỏng đấy. Thì mình chia sẻ gọi là quá nhiều video rồi thì mình cũng không biết tại sao, là do mình không không biết cách mua hàng xịn hay là do làm sao, nhưng mà có thể là hàng fake bây giờ ấy, bản thân mình cũng không phân biệt nổi ra được rồi. Đây mình xem một cái tấm bụt biển này thì khác gì đâu. Hai cái tấm bụt biển này độ dày thì ngang nhau, nhưng một con thì mềm mọt đấy, còn con theo máy thì nó sẽ khác hẳn hoàn toàn. Đây lý do tại vì sao này. Đây ví dụ như con hai con này là đều là hai con quốc tế OMO 950, đời từ khoảng 2018 2019 rồi, đến bây giờ là khoảng 6 năm rồi. Chẳng hỏng hóc cái gì, duy nhất mang đến đây bảo dưỡng, không làm gì hết. Đấy, thì bởi vì là thực ra thì những khách hàng từ cái thời mà mua con 950, thời đấy nó phải tầm hơn 20 triệu, người ta mua một con máy đấy thì người ta sẽ phải trang bị rất là đầy đủ và
cơ bản những cái kiến thức ví dụ như việc thay thế phụ kiện rồi dùng hàng chính hãng thôi, chứ bây giờ có thể là bây giờ là robot nó phổ biến quá, cho nên dẫn đến là khi mà mọi người dùng robot, mọi người mua phụ kiện một cách gọi là vô tội vạ thì vô tình làm cho con robot gọi là đúng là như thế này thì nó chết là đúng rồi. Nhìn con robot thì thực ra thì các bạn không phải là thợ hay là trong nghề thì có thể các bạn không biết, hoặc là nói chung nhìn thấy thì cũng bình thường không thấy sót, nhưng còn nếu nếu như đúng như một con robot mà trong tình trạng linh kiện các thứ mà bị nhiễm bụi này, thì nếu để cho mình gọi là nói một câu khuyên khách ấy, thì mình bảo khách tốt nhất là đừng dùng robot nữa, bởi vì là những cái phần bụi này nó vào ấy nó sẽ bị nhiễm theo kiểu dạng như kiểu làm cho mốc những con linh kiện, thì bây giờ nó chưa chết nhưng mà không sớm thì muộn thì nó cũng chết, và như thế thì suốt ngày đi sửa chỉ có tốn tiền sửa thôi, và dùng con robot nó cũng không hiệu quả ấy. Tại vì là nó hút được bụi xong là nó lại xả bụi ra, thì nhà là không chỉ, lúc đấy là thay vì ở dưới dưới sàn này bẩn thì cái bụi nó sẽ phi hết lên trên không khí, thì nó sẽ phủ hết bụi lên trên chăn chiếu rồi nói chung là tất cả những thứ khác đấy. Thì khi mà các bạn dùng robot thì đây cũng chỉ là một cái video chia sẻ kỹ thuật thôi, còn các bạn dùng robot thì đến lúc hỏng thì các bạn mới biết, cho nên là thay vì việc mà đợi nó hỏng thì các bạn trang bị kiến thức về cái cách sử dụng cũng như là cái việc mình thay phụ kiện, mình chọn cái phụ kiện chính hãng để mình dùng.